Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng hết thời. Tin đồn đoán rằng chức chủ tịch thành phố Hà Nội sẽ về tay ông Chu Ngọc Anh đang trở thành hiện thực khi Bộ Chính trị vào hôm 18 tháng 9 vừa công bố quyết định Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự kiến ông Chu Ngọc Anh sẽ sớm trở thành chủ tịch Hà Nội để thay ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố và bắt giam. Trong khi đó, cuộc đua tam mã vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng thứ 13 được dự báo sẽ về tay một trong ba nhân vật. Một là ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ba là bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đứng giữa bên trái là ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, còn bên phải là ông Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh, người dự kiến sẽ là Chủ tịch Hà Nội thay cho ông Nguyễn Đức Chung. Blogger Bùi Thanh Hiếu, tức là người buôn gió, đã đưa ra nhận định của mình về những diễn biến mới nhất của cuộc tranh đua giành quyền lực chính trị tại Việt Nam với bài bình luận mang tựa đề Phú Trọng hết thời. Nhà bình luận này nói như sau: thời kỳ đỉnh cao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu đi xuống. Những nguyên nhân khiến ông Trọng mới ở đỉnh cao rực rỡ từ mấy năm trước nay thành cái bóng như sau: bệnh tình đã khiến ông không thể đi lại được, mặc dù cả hai vị trí trong tứ trụ, nhưng ông họa hoàn lắm mới đủ sức đi lại loanh quanh trong khu vực Hà Nội. Từ khi tiếp nhận Chủ tịch nước, ông chưa có một lần nào chủ trì một buổi lễ tầm quốc gia. Tuổi tác của ông thì quá cao so với điều lệ. Ông đã lạm dụng quyền lực để vượt lên điều lệ, tự đặt và chọn cho mình là người đặc biệt, là thêm nhiệm kỳ. Nay tuổi cao sức yếu, ông khó lấy thêm lý do nào để làm nhiệm kỳ nữa. Ông Trọng cầm cao ngọn cờ diệt tham nhũng để thể hiện lý do cho việc ở lại. Nhưng tham nhũng bị ông diệt là những tên vô chủ. Số tham nhũng đang tồn tại đều có chủ. Chủ của chúng là các đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị có ảnh hưởng. Nếu ông Trọng còn tiếp ghế, có lẽ chẳng có những vụ xử tham nhũng lớn nào xảy ra nữa. Nhưng nếu ông Trọng về, có thể cuộc chiến chống tham nhũng sẽ diễn ra gay gắt hơn. Ví dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc nắm quyền, ông sẽ diệt những sân sau của Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng. Ông Trọng làm cản trở quan hệ ngoại giao bởi sự bảo thủ, trì trệ, kém kỹ năng trong đối ngoại. Ngoài việc hô hào chống tham nhũng, đe dọa người này, lăng mạ người khác, nhìn lại quá khứ vừa qua, ông Trọng không có dấu ấn gì trong phát triển kinh tế và đối ngoại. Đáng chú ý là những vụ bắt bớ những quan chức cấp cao trước kia, mọi danh tiếng đều đổ về ông Trọng. Nhưng gần đây, vụ bắt Nguyễn Đức Chung không thấy báo chí đề cao sự chỉ đạo, quyết tâm từ ông Trọng nữa. Một sự hạ bệ hay bỏ quên Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra trên truyền thông nhà nước. Đây là hình ảnh Bộ Công an Việt Nam khám xét nhà riêng và ra công bố lệnh bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào tối ngày 28 tháng 8 năm 2020. Nhìn vụ bắt Nguyễn Đức Chung mới thấy được quyền lực sinh quyền sát đã về tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi Phúc được ủng hộ của Tô Lâm và phái Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Phúc đã biết thời cơ để vứt đi cái khoác định bợ cụ Trọng bấy lâu để tự mình trở thành nhân vật số 1 của chính trường Việt Nam. Điều này là tất nhiên ở vị trí của mình. Nếu Phúc không nằm ở vị trí số 1 để vào tay người khác là điều tối kỵ trong quan trường. Vụ bắt Nguyễn Đức Chung, Phúc và Bộ Công an Việt Nam đã chơi một cách táo bạo và quyết liệt, không cần phải chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 110, Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Vì phe Phúc biết nếu chờ những nơi này quyết định, khó lòng mà bắt được Nguyễn Đức Chung, vì chứng cứ trình để bắt một ủy viên Trung ương Đảng hạt giống nắm giữ vị trí quan trọng phải thật thuyết phục. Thế nên Phúc và Bộ Công an đã bắt lái xe, trợ lý của Trung rất bất ngờ. Những nhân vật này không thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên việc bắt giữ họ dễ dàng mà các cơ quan kia không thể nào can thiệp. Rồi bất ngờ tiếp là bắt Nguyễn Đức Chung trên cơ sở những lời khai của những người kia. Mọi việc đã rồi, Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo 110 không thể làm gì khác được, ngậm đắng mà đồng ý để cho Phúc và Bộ Công an vượt mặt mình. Nếu được thế thì đã tốt, chấp nhận đồng tình, coi việc bắt Chung con là chủ trương của Đảng còn giữ được thể diện, ăn ké theo chút tiếng tăm. Còn nếu phản đối ra mặt thì một là tan đảng, hai là phe Phúc và Bộ Công an có lý do làm cuộc thay đổi để nắm trọn quyền lực. Việc Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được phe Phúc giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn đang dùng rằng phe Phúc quyết đoán đưa Chu Ngọc Anh ra Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ, phê chuẩn miễn nhiệm để Chu Ngọc Anh đi đâu và làm gì. Chu Ngọc Anh thì sinh năm 1965, năm nay 55 tuổi, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, từng là Phó Bí thư,
rồi Chủ tịch Phú Thọ trước khi nắm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Đây là hình ảnh dân cư mạng đã chia sẻ một bức ảnh khá đặc biệt cho thấy ông Trung Ngọc Anh bên trái với ánh mắt dường như rất say đắm khi ngước lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trung Ngọc Anh quá thích hợp cho cái ghế Chủ tịch Hà Nội mà ông Trung con để lại. Ứng cử nào đưa ra thuyết phục hơn anh cho cái ghế này ở Hà Nội khi mà báo chí bắt đầu đánh tiếng Hà Nội cần phát triển bằng khoa học và công nghệ. Bắt Trung con không cần đến ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tức là không cần thông qua cơ quan cao nhất của Đảng. Đưa một người về để nắm giữ Chủ tịch Thủ đô cũng không cần thông qua cơ quan cao nhất của Đảng. Phe Phúc chơi một trò rất độc là quyết đoán làm ngay, đưa vụ việc vào sự đã rồi. Phải đánh giá được tình thế, thực lực mới làm được điều đó. Nhưng việc miễn nhiệm một người đang trong độ tuổi không phải lý do kỷ luật thì phải có lý do gì khác như thuyên chuyển. Chẳng hạn như việc thuyên chuyển Vương Đình Huệ về làm Bí thư Hà Nội đến nửa năm sau mới miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng. Còn Quốc hội miễn nhiệm Chu Ngọc Anh thì phải biết ông này sắp được sắp xếp đi đâu. Tuy nhiên, Quốc hội do bà Ngân giờ cũng theo cánh ông Phúc và Bộ Công an, việc đồng ý miễn nhiệm Chu Ngọc Anh có thể xảy ra. Để không bị mất mặt thì ngay bây giờ Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tức là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vượng, phải đồng ý để anh về Hà Nội. Nếu đợi Quốc hội miễn nhiệm và Thủ tướng sắp xếp cho Chu Ngọc Anh về Hà Nội thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ là bù nhìn. Trước ý kiến của chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề xuất đợt tới Quốc hội miễn nhiệm cho ông Chu Ngọc Anh, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, đàn em của Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng phản đối trò mèo này của phe Nguyễn Xuân Phúc. Bà Phóng ý kiến chỉ bàn bãi nhiệm những đại biểu vi phạm, còn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm phải bàn sau, không thể làm một lúc cả miễn nhiệm và bổ nhiệm cùng thời điểm này. Cái này còn phụ thuộc vào sự bố trí của Trung ương, tức là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Và liệu ý kiến của bà Phóng có cản trở được âm mưu đưa Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội của phe Nguyễn Xuân Phúc hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là ứng cử viên sáng giá nếu vẫn duy trì mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Thực ra cũng rất khó bởi vì phía Quốc hội do bà Ngân làm chủ đã sai Nguyễn Hạnh Phúc sắp xếp việc bãi nhiệm đại biểu Đào Ship Phạm Phú Quốc cùng với việc bãi nhiệm cho Chu Ngọc Anh vào kỳ họp Quốc hội tới đây. Ngày tàn của Nguyễn Phú Trọng đang đến. Những địa phương, những cánh quân ở ngoài kinh thành đã không còn nghe theo lệnh của ông ta, như một tên vua đang cảm thấy quyền lực bị kiểm soát đang dần tuột khỏi vòng tay của mình. Nhìn vào những cuộc dâng hương Hồ Chí Minh nhân Quốc Khánh mới đây, tháp tùng Nguyễn Phú Trọng không có nổi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, cùng ngày, cùng lúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn một đoàn hùng hậu vào lăng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh có Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Trọng là người rất nhiều mưu trong việc tranh giành kiểm soát quyền lực, nhưng điểm yếu của ông ta là dùng những kẻ nhiều mưu như ông làm công cụ làm những việc đó. Nếu không có ngón võ cuối cùng như sư phụ mèo dạy hổ là trèo lên cây thì chỉ vài tháng nữa ánh trăng rằm lại đà sẽ tắt lịm bởi hào quang sứ Quảng. Blogger Bùi Thính Hiếu đã ngụ ý rằng ông Nguyễn Xuân Phúc quê Quảng Nam sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng tại đại hội lần thứ 13 sắp tới. Trong một góc nhìn khác, nhà báo David Hood đã đưa ra nhận định về cơ hội của các ứng viên vào ghế Tổng Bí thư Đại hội 13 sắp tới như sau. Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, là thường trực Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương, là người dẫn đầu nếu ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Thế nhưng Thủ tướng đương nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc được nhiều nhà quan sát cho là ứng cử viên sáng giá để có ghế Tổng Bí thư. Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong 4 năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong đó Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7 vừa qua. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Một ứng cử viên khác thay cho ghế Tổng Bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vị trí chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam. Là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là tứ trụ, mặc dù ghế này thường được coi là ít quyền lực nhất trong 4 chức vụ trên. Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia cuộc đua, nhưng ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng Bí thư. Thật vậy, về vấn đề này, Việt Nam đã tụt hậu 6 năm so với các nước láng giềng cộng sản như Lào, nơi bà Penny được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào năm 2010, đã trở thành phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viên Chăn, tác giả viết. Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng Đảng sẽ có lãnh đạo là nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị sau ông Trọng và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong hai nhiệm kỳ. Và đây dường như là một điều kiện cương quyết cho ghế lãnh đạo của Đảng.
Tác giả cũng lập luận cho rằng chính ông Trọng cũng từng là chủ tịch Quốc hội trước khi ông ngồi ghế Tổng Bí thư vào năm 2011, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Tuy nhiên, ông David Hood đã mô tả có điều gì đó có thể có lợi cho bà Ngân, nhưng có thể không, là vì bà ấy hơi thiếu điều mà ông gọi là hấp lực chính trị. Không rõ là bà ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng, bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ hay không, hay bà là thuộc phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định cái giá trị đạo đức và nền tảng tư tưởng của Đảng. Liệu bà có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh hay không? Hay bà đã ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường? Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cân bằng lợi ích là cách tốt nhất, tác giả viết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông David Hood cho rằng ở tuổi 66, nay bà Ngân có thể tiếp tục mặc dù quá tuổi, nghỉ hưu, dự kiến vào sau năm 65 tuổi vì đã có những thay đổi về quy định hạn chế độ tuổi, theo đó không áp dụng cho chức vụ Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới. Điều đó có nghĩa là ông Phúc và bà Ngân cùng 66 tuổi và ông Vượng 67 tuổi, cánh tay phải của ông Trọng, đều đủ điều kiện để ngồi ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, có những gợi ý rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được dỡ bỏ đối với các chức vụ khác. Có vẻ như khó xảy ra, nhưng ông Phúc và bà Ngân có thể được tiếp tục ở lại chức vụ hiện tại vì họ mới chỉ nắm một nhiệm kỳ và nằm trong Bộ Chính trị. Và nếu gạt bỏ các quy định hẳn thì bà Ngân có khả năng sẽ nắm ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo tác giả, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng là điều đó khó xảy ra và rằng bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng. Vấn đề không hẳn ở chỗ là bà nữ, mặc dù đối với một số người thì là vấn đề, mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc cũng như sự hậu thuẫn từ người đầy quyền lực, quyền uy dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng Bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc như ông Vượng chẳng hạn cũng là điểm bất lợi cho bà. Ông Phúc, người gốc miền Trung thì ít gây tranh cãi hơn. Dự đoán của riêng tôi là ông Vượng sẽ ngồi ghế thay lãnh đạo đảng nếu hệ thống tứ trụ tái diễn. Nhưng ông Phúc sẽ được chấp nhận nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng đầu nhà nước. Một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, bà Ngân có khả năng chen vào nếu ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ. Nếu bà Ngân không nhận được chức Tổng Bí thư, tác giả cho biết rằng bà sẽ được dự kiến sẽ rời Bộ Chính trị vào năm tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng đã hết thời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.